ngày xưa đi làm là hay về cái đường này nhất. Khu này ra đập đi rồi, làm cho khu thể dục thể thao. Đây, cái công viên này từng đưa con cái ra đây, từ Đức Anh ra chụp ảnh này rồi khác hết rồi. Ngày xưa chỉ làm một ít thôi để cho trẻ con nghịch, mà bây giờ nó làm quá rộng luôn, lên nó nắp hết bằng cao su, không gây nguy hiểm. Những cây hồng này đã bị rổ bớt đi rồi, nó cao lên. Đây là những cây hồng còn sót lại. Bên kia ngày xưa là Kim Tông Thép Be, ngày xưa mình vất vả chở bao nhiêu hàng ra đây, mình sẽ đẹp. Đây là lối đi về nhà cũ ngày xưa. Bây giờ đã lên hết chung cư rồi. Ngày xưa đây nó gò đá ra đường, nhìn ghê ghê. Đó. Thay đổi hết rồi. Đây đường về nhà cũ. Ngôi nhà chính chiến. Đấy, khu này đã đập hết đi, tạo thành một cái công viên xanh cho khu chung cư ở đây. Đường này được trải rộng ra thêm, rất đẹp luôn. Xa xa là trường học, ngày xưa chuyên đá bóng ở đây. Trường Trần Club xuất hiện ở đây.